Xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi kênh của Đồ Uống Thắm Kính. Trong video ngày hôm nay thì bên em lên sóng để giới thiệu đến tất cả quý anh chị em của mình hai bộ bàn ghế nghiến. Đó là một bộ bàn ghế móc thúng và một bộ bàn ghế đó là đôn trống, đều được chế tác trên nền chất liệu gỗ nghiến. Và như các anh chị em của mình đã biết thì gỗ nghiến là một trong những cái dòng gỗ mà hiện tại cũng được rất là nhiều anh chị em mình ưa chuộng. Thứ nhất là nó độc đáo bởi cái đường hoa lưu, thứ hai là cái tính chất của nó thì khá là rắn chắc và có thể là chống mối mọt. Chính vì thế thì rất là nhiều anh chị em thì mình ưa chuộng. Và khi mà đã bu lên thì các bác nhà mình có thể nhìn thấy đây, cái màu sắc của nó tôn lên thì khi các bác nhà mình trưng trong không gian nhà mình thì sẽ mang một cái vẻ rất là sáng, cũng như là mang lại đến cái vẻ sang trọng cho nhà mình. Và cái bộ đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em nhà mình đây thì đó là bộ bàn ghế móc thúng ạ. Thì trong cái video trước thì em đã giới thiệu đến tất cả quý anh chị em nhà mình rất là nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng mà với cái bộ này đây thì thực sự là cũng là một bộ mà hàng tuyển của bên em lựa chọn từ chất gỗ này, vân gỗ này hay là đến những cái đường hoa lu thì vô cùng là bắt mắt. Và hơn nữa thì với những cái đường hoa lu này là hoàn toàn tự nhiên các bác nhà mình nhá, hoàn toàn tự nhiên rất là đẹp luôn ạ. Và với bộ bàn ghế móc thúng này của em thì gồm là 7 món các bác nhà mình nhá. Gồm 7 món ạ, đó là một bàn tròn này, 4 ghế tựa và 2 đôn nhỏ ạ. 2 đôn nhỏ thì với cái bộ này anh chị em mình có thể kê bài trí ở những cái không gian phòng khách các bác nhà mình nhá. Không gian phòng khách kể cả những nhà bác nào có không gian vừa thì các bác nhà mình kê bộ này cũng rất là hợp lý luôn ạ. Và đây anh chị em mình thấy thì cũng rất là nhiều anh chị em mình thắc mắc là tại sao với cái bộ bàn ghế này lại được gọi là bộ bàn ghế móc thúng đúng không ạ? Thì các bác có thể nhìn thấy từ cái phần vai tựa của cái chiếc ghế này đây thì các anh chị em mình thấy nó là hình vòng cung như là một chiếc thúng luôn. Và khi các bác nhà mình ngồi vào cái bộ ghế này thì tạo lên cái cảm giác rất là thoải mái luôn các bác nhà mình nhá. Từ cái khung vòm này đấy ạ, hay là đến cái đế để tay này thì thực sự là để lên cảm giác là rất là dễ chịu, thoải mái cho người ngồi luôn. Và ở giữa cái phần đây thì các anh chị em mình thấy là cái bàn này bên đây thiết kế theo cái dáng tròn thì để cái bộ ghế quay qua thì nó tạo lên một cái bàn ghế rất là hợp lý các bác nhà mình nhá. Và ngoài ra thì 4 chiếc ghế tựa này của em thì còn thêm cả 2 chiếc đôn nhỏ này, thì những các bác có thể là ngồi riêng hoặc là ví dụ nhà đông người có khách thì các bác có thể là ngồi thêm ở trên đây đấy chị em mình nhá. Dạ, và với bộ bàn ghế này thì em sẽ check kích thước chi tiết để anh chị em mình có thể cân đối ạ. Với chiếc bàn này của em thì cao là 65 các bác nhìn nhá. Bàn cao là 65 và đường kính của bàn là 85 ạ. Cao 65 và đường kính là 85 các bác nhìn nhá. Còn ghế thì cái phần ghế ngồi thì cao là 40 ạ. Ghế ngồi cao là 40 các bác nhìn nhá. Và cái phần cao nhất của vai này thì cao được chọn là 84 ạ. Cao 84. Và chiều ngang của từng chiếc ghế thì sẽ rơi vào là 66 các bác nhìn nhá. Ngang là 66 và đường kính của cái ghế ngồi thì rơi vào là 54 ạ. Và những cái chiếc đôn nhỏ này sẽ cao là 40, sẽ cao là 40 và trường đường kính thì sẽ rơi vào là 34 các bác nhà mình nhá. Hàng chọn vân chọn gỗ luôn ạ. Và nếu anh chị em nhà mình có hữu duyên đến cái bộ bàn ghế này thì cũng có thể là nhanh tay lựa chọn cho em nhé. Và với cái bộ ghế này thì hôm nay bên em giao lưu với các chị em mình giá là 40 triệu đồng đã bao gồm cả phí vận chuyển ạ. Nếu anh chị em nhà mình hữu duyên thì có thể nhanh tay kết bạn qua số Zalo của bên em để có thể là sở hữu sớm nhất bộ ghế này nhá. Và tiếp theo thì em sẽ chuyển sang bộ ghế đôn trống ạ. Vâng ạ, với bộ ghế đôn trống này thì các bác nhà mình có thể là bài trí ở cái không gian nhà vườn này, lại nhà tròi rất là đẹp luôn. Và với cái bộ ghế này thì các chị em mình có thể là dùng làm bàn uống nước hoặc là làm bàn ăn nhá. Và bộ ghế này của em thì cũng gồm 7 món ạ, đó là một bàn đấy, một bàn chính này và 6 đôn nhỏ ạ. Thì các chị em mình thấy là với cái bộ bàn ghế trống như này thì từ cái phần bàn này hay là đến những cái phần đôn, những chiếc đôn ạ thì đều có cái dáng giống nhau ạ, đều có dáng giống nhau, chỉ là những chiếc đôn thì là hình dáng thu nhỏ thôi ạ. Thì các chị em mình nhờ đây em sẽ quay gần hơn để các bác nhà mình có thể là ngắm chi tiết nhé. Như các chị em mình thấy là những cái chiếc đôn này của em thì được thợ cái phần mặt này cũng được thợ làm tròn và được kép mộng vào nhau các bác mình nhá. Kép mộng vào bên em có gắn keo rất là chắc chắn luôn. Và dưới cái phần khung này đây thì được thợ làm rất là nhiều khung đúng không ạ? Rất là nhiều khung, với cái bàn này thì đến tận là 8 khung các bác nhà mình nhá. 8 cái khung này rất là chắc chắn đi. Những bác nào mà có thể là có cái cân nặng mà nó tầm tạ hơn tạ các bác nhà mình ngồi vẫn là ok các bác nhà mình nhá. Đây ạ, cái dáng đôn này em quay cho các bác nhà mình xem. Và với cái bộ này thì em sẽ check kích thước để anh chị em mình có thể cân đối ạ. Với bộ đôn này của em thì cái phần ghế ngồi là cao tận là 43. Ghế ngồi cao 43 và đường kính là 28 các bác nhà mình nhá. Còn phần bàn này thì cao tận là 72 ạ. Bàn cao là 71 các bác nhà mình nhá. Bàn cao là 71 ạ. Bàn cao
đường kính của bàn thì rơi vào là 79 các bác nhà mình nhá. So với bàn gỗ đôn, bàn đôn trống này với bàn móc thúng thì cái phần bàn này cao hơn cả là 5 phân đấy ạ. Thì nhìn cái dáng nó rất là thanh mảnh luôn. Và với cái bộ bàn ghế này của em thì em đang giao cho các chị em mình giá là 29.500, cũng bao gồm cả phí vận chuyển luôn ạ. Nếu mà các bạn nhà mình hữu duyên cái bộ bàn đôn trống này có thể là lựa chọn cho em nhé. Và ngày hôm nay đây thì em đã giới thiệu đến tất cả quý anh chị em của mình hai bộ bàn ghế trên chất liệu gỗ nghiến, đó là bộ ghế móc thúng và bộ ghế đôn trống ạ. Nếu anh chị em của mình muốn hữu duyên một trong hai bộ thì các anh chị em mình hãy nhanh tay kết bạn qua số Zalo của bên em, đó là 0334